Vâng, dạ, em Vanh Audio xin mến chào tất cả các chú các bác và các anh chị em yêu audio trên toàn quốc. Và hôm nay em xin giới thiệu tới mọi người một bộ dàn nghe nhạc tới từ thương hiệu của Sony, hàng nội địa Nhật. Và bên em xin cam kết là hàng bán ra nguyên zin nguyên bản mọi người nhá. Chưa có sửa chữa hay thay thế gì cả. Vâng, xin cam kết. Về thiết kế thì mọi người có thể nhìn trực tiếp qua video nhá. Bộ dàn có màu đen và thiết kế với hai loa, mỗi loa gồm 3 đường tiếng, bao gồm một loa bass, một loa trung và một loa tép. Bass thì có màng giấy và gần là gần mút mọi người nhá. Gần mút rất là bền, mềm mại. Đây, tép trung. Đây là lỗ thông hơi. Tổng thể có màu xám đen mọi người nhá, không phải đen tuyền đâu ạ, nó màu xám xám. Nhìn rất là sáng đẹp. Bộ dàn còn mới tầm khoảng 85% mọi người nhá. 80-85% trở lên. Cái này cũng tùy mắt nhìn của mỗi người thôi. Rất là đẹp, Sony. Bass đánh rất là lực, đó là ưu điểm của dòng Sony. Bass cực kỳ lực. Đây có căn chỉnh thêm bass mọi người nhá. Lúc này là căn chỉnh thêm bass nhá. Ai thích nghe bass ít thì tắt đi, mà nghe bass nhiều thì bấm lên nó sẽ sáng màu đỏ. Đó. Tổng thể mọi người nhìn hình thức. Đây, cái này là lời rời nhau nhá, tức là hai loa và một âm ly rời nhau. Thì chúng ta có thể để xa tùy ý, chứ không phải là một bộ cục này đâu, nó để có thể để loa tùy ý. Và chức năng của âm ly thì bộ này mọi người nghe điện thoại, TV, máy tính và nghe đĩa CD nhá. Điện thoại, TV, máy tính cho mọi người bấm xem nút Fontison. Ngay chỗ đầu ngón tay em chỉ đây là có nút tên tiếng Anh là Fontison. Mọi người bấm khi nào màn hình hiện chữ MD. Đây, MD. Hiện MD thì chúng ta cảm giác chúng ta nghe nhá. MD. Để giác cắm phía sau, lát em quay chỉ hướng dẫn để chèm cắm, nó rất là dễ thôi. Tính năng thứ hai thì chúng ta nghe đĩa CD. CD bộ này có 5 khay. 5 khay nằm trên cùng đây, trên cùng có 5 khay này, 5 disc này. 5 disc là 5 khay nhá, 5 đĩa này. Đó, chúng ta bấm nút open ra cho em nhé. Open là ra. Đó, ra đĩa này. Mọi thấy chưa? Nó ra hai số 5. Cho đĩa vào cho, bấm nút play thôi. Play. Chúng ta không cần phải thao tác gì thêm. Đây, đĩa CD5 này. Mọi người đợi một chút cho nó lót đĩa nhá. Rồi, nó xong rồi, rất là nhanh đấy, mới có mấy giây thôi. Sao mơ ước duyên mình bền lâu, suốt đời tình thân sâu. Nhớ thương đầy vơi, mộng thấy ai mỉm cười, làn môi xinh tuyệt vời. Đĩa đọc rất là mượt mọi người nhá, không có kén vấp gì cả. Đó, rất là mượt. Cho đĩa vào thôi. Chuyển qua điện thoại trên máy tính thì mọi người lại bấm nút như nãy em nói nhá, Partition. Chúng ta bấm màn hình hiện chữ MD. Đây. Đó, bài bát đánh rất là lực. Nó kích thước nhá, bọn này có tổng chiều rộng. Tổng chiều rộng mặt trước là 72. Rộng 72. Cao 34. Rộng 72 cao 34 và sau em đo hết âm ly là tính đến mặt thì tầm khoảng 33. Đó là về phần kích thước. Đem quay mặt sau để cho mọi người xem nhá. Đây thùng vách này. Thùng gỗ nhá. Thùng vách rất là đẹp. Vuông thành sắc cạnh. Đây mặt sau đây. Em mới dẫn này, đây giấy loa nhá, mọi người cắm cái đúng màu cho em. Tức là ở đây mà màu đỏ thì ở đây cũng cắm màu đỏ. Loa màu đỏ thì cắm chạm loa cũng màu đỏ. Này nó ký hiệu cho mình, tức là màu nào thì phải đi dây nó màu đấy. Đỏ đỏ và đen đen nhá. Đó, hai cái dây này, đỏ đỏ đen đen. Rất là dễ thôi. Hệ loa công suất mỗi loa 100W mọi người nhá, mỗi loa 100W. Made in Japan. Made in Japan. Đây tổng công suất 200. Thì chúng ta dây phòng 5-6-7mV rất thoải mái. Đây là cổng cắm 3.5 để nghe điện thoại, TV, máy tính. Mọi người cắm cho em hai cái trên. Nó có 4 cái cắm hai cái trên nhá, hai cái trên. Cái hai dưới làm thanh ra để mọi người có thể linh năng thiết bị khác. Còn hai cái trên làm thanh vào. Đây loa máy đẹp, vuông thành sắc cạnh. Đẹp mọi người nhá. Đây, kể cả loa máy đều made in Japan hết này, mọi người thấy chưa? Đây, made in Japan nhá. Đây, made in Japan cái chữ nhỏ nhỏ bên dưới. Made in Japan và đây cũng made in Japan. Hàng nội địa. Nó có sản xuất rất là nhiều nơi. Tức là Malaysia, Indo, Việt Nam, Thái Lan. Đấy, rất nhiều nơi. Bộ này là Sony. Sony đến 99% là sản xuất tại Nhật. Tức là sản xuất tại nội địa luôn. Không sản xuất ở nước thứ ba.
không sản xuất ở nước thứ hai. Còn các hãng khác là đa số là sản xuất ở nước thứ hai, sau đấy mới đưa về Nhật mọi người nhá. Thứ công ty đặt, người ta đặt tại đấy, công ty đặt tại nước khác. Còn hàng tất cả là nội địa Nhật. Đó, rất là đẹp. Sony đẹp nghe hay. Đặc điểm của dòng Sony là bass của nó, bass trống của nó rất là mạnh, rất là lực. Để vào giá cả thì em để công khai phần bình luận mọi người nhá. Bình luận tiêu đề em để công khai. Giá cả công khai cho anh chị em đỡ mất thời gian để hỏi tham giá nữa. Cho anh chị em hỏi tham giá thì cũng nhiều lúc rất là ngại. Mà đi hỏi lại nhiều lần mọi người. Tâm lý mua hàng mà. Nên là cứ để giá công khai là hợp lý nhất. Ai cảm thấy hợp túi tiền thì chúng ta giao lưu thôi. Không phải gì mà phải giấu qua giếm cả. Đây phần cassette nữa. Nhưng mà cassette này nó mục dây cu loa rồi. Này muốn chơi là phải thay lại dây, phải thay lại cái dây cu loa. Nó bằng cao su. Cao su thì lâu ngày dây chun mà. Theo thời gian thì nó bị mục thôi. Đấy là điều tất nhiên. Này còn lại chạy hoàn hảo mọi người nhá. Hàng nguyên bản cam kết. Nguyên zin nguyên bản, chỉ có sửa chữa đụng chạm gì hết. Đấy và ai có nhu cầu mua sản phẩm thì cứ liên hệ với em qua Zalo nhá. 0976592986 em doanh nhau Audio. Và cũng xin cảm ơn tất cả mọi người đã dành thời gian theo dõi video. Hẹn gặp lại tất cả mọi người trong những video tiếp theo. Và xin chào và hẹn gặp lại.